Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 9 tây tháng 9 nha anh em. Rồi, buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 20 mấy lô máy nha anh em. 20 mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi, máy bên em là máy chưa dọn nổ nha anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành ha. Rồi, đầu bò trứng kẹp dao, nắp xăng, nắp que, tay lái rồi thì bao cho anh em đầy đủ nha anh em. Cái nào tròn thì em để tròn, còn cái nào dài thì em để dài ha. Rồi, máy là chưa dọn nổ nha anh em. Chưa dọn nổ, máy này là bán giá sỉ, giá thợ nha anh em, cho nên nó là không có bao ship ha. Không bao ship nha anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên, lô số 1. Lô số 1 là hai con Mitsu nè. Mitsu này là Mitsu TM21 ha. TM21, 2 cây 1.4 triệu, 700 ngàn cây. Mitsu TM21 nè, tâm là tâm gời luôn ha. Tay lái của nó là tay lái tròn nè. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 1, 2 cây 1.4 triệu, 700 ngàn cây. 700 ngàn cây nè. Mitsu TM21. Con này thì cái áo nó có bị gãy găng chỗ này nghe nè. Rồi hai con 1.4 triệu. Tiếp theo số 2. Số 2 là con Echo nè. Echo này là Echo 311 ha. Nòng là nòng 36 ly nha anh em. Thiếu cái nắp xăng, nắp xăng nó bị bể anh em ơi. Rồi em sẽ đổi cho anh em cái nắp xăng khác ha. Echo 311 nè. Con này là nòng của nó là nòng 36 ly nha anh em, bình xăng là bình xăng trên ha. Rồi con số 2 anh em 1.5 triệu. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp da thì đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi lô số 2 anh em 1.5 triệu. Echo 311. Echo 311 nha anh em, nòng của nó là nòng 36 ly. Rồi con số 3. Con số 3 là con Mitsu TL43 nha anh em. Con này là TB43 ha, Mitsu TB43 nha anh em. Con này nòng 40 ly. Nòng 40 ly nha anh em, con này thì hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Con này nó thiếu cái tem ha. Cái này anh em nào chốt thì em sẽ tặng cho anh em cái tem ha, cho nó đẹp máy lên nha anh em. Rồi Mitsu TB43 nha anh em. Con này con số 3 1.5 triệu. Con số 4 chứ. Coi 1 2 3. Rồi con số 3 nha anh em ơi. Tâm lớn, bố cùng lớn, tay lái là tay lái dài. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ luôn nha. Rồi con số 3 1.5 triệu. Tiếp theo là lô số 4 nè. Lô số 4 này là con lô này là lô Sindewa ha. Sindewa hai con phía dưới là hai con Sindewa 252 nha anh em. Rồi con phía trên là con 1025 ha, con này là con Sindewa đời mới nha anh em, Sindewa đời mới ha. Rồi lô này thì nòng của nó là nòng 32 và 34 ly nha anh em. Tay lái của nó là hai tay lái tròn, một cái tay lái dài. Đầu bò chiến kịp giao đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi lô này thì Sindewa nha anh em. 3 cây này 3.6 triệu, 1.2 triệu cây. 3 cây 3.6 triệu nha anh em, 1.2 triệu cây ha. Lô số lô số 4 nha anh. Rồi lô số 4 nha anh. Số 4 rồi, tiếp theo là lô số 7 ha. Này ghi bị nhảy số nha anh. Rồi tiếp theo là lô số 4 rồi lên lô số 7. Con này là con Tanaka đen nha anh. Tanaka đen đen này là con Tanaka 3000 ha. Nòng của nó là nòng 36 ly nha anh. Tanaka đen 3000. Rồi nòng là nòng 36 ly. Con này số 7 nha anh em, 1.3 triệu ha. Con này Tanaka đen. Số 7 1.3 triệu, ta lấy dài luôn. Tanaka đen nha anh em. 3000, nòng 36 ly. Đầu bò chén kịp giao đầy đủ cho anh em luôn, đầy đủ luôn nha anh em. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 là con Mitsu. Mitsu này là Mitsu T170 nha anh em. Mitsu T170 ha, bình xăng là bình xăng trên. Rồi con số 8 này là ta lấy dài luôn nha anh em. Đầu bò chiến kịp giao thì đầy đủ luôn ha. Rồi Mitsu T170. Con số 8 này là con nòng 36 ly nha anh em. 170 nòng 36 ly. Đây Mitsu T170 nha anh em, nòng 36 ly. Số 8. Rồi tiếp theo là con số 9. Số 9 là con Kawasaki nha anh em. Kawasaki này là TG ha. TG này là TG28 nha anh em, TG28 nè. Tâm lớn vô cùng lớn luôn, con này quá đẹp nha anh em, quá đẹp luôn. Áo rồi còn đẹp luôn anh em, chỗ này nó hơi bị găng găng tí ha. Rồi con này là con số 9 anh em, 1.5 triệu. Kawasaki TG28, tâm lớn bố lớn luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi con số 9 1.5 triệu. Con số 10 là con Magu anh em. Magu này là Magu 320 ha, Magu 320 anh em. Nòng của nó là nòng 38 ly. Rồi con số 10 1.7 triệu anh em. Magu 320 nòng 38 ly, con số 10 1.7 triệu, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn ha.
đầy đủ cho anh em luôn. Rồi Maguba 20 anh em con số 10, 1.7 triệu. Nòng 38 ly, tum gời 4 cung nhỏ. Tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là hai con Komatsu anh em, Komatsu là Komatsu G2KC. Rồi hai cây 1.4 triệu. Tay lái của nó là tay lái tròn anh em, tay lái tròn. Đầu bò chính kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 11, hai con 1.4 triệu, 700.000 cây. Komatsu G2KC. G2KC anh em, chế của nó là xài chế gà ngang luôn nha. Chế gà ngang chế hệ anh em. Rồi Maguba 20 nòng 38 ly, mặt giật trợ lực anh em. Con này là Kawasaki TG28 tum lớn. Rồi tiếp theo là con số 12. Số 12 là Mitsu TL43 anh em. Con này là hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Mitsu TL43 hàng Trung Quốc xuất Nhật. Tum lớn, bố cung lớn luôn anh em. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chiến kẹp dao thì đầy đủ cho anh em luôn, đầy đủ luôn anh em. Rồi Mitsu TL43 hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. 1.4 triệu. Lô số 12. Rồi lô số 13 anh em. Lô số 13 là con Magu ha. Magu này là Magu 3030 anh em, 3030 ha. Con này nòng của nó là nòng 37 ly anh em, màu đen quyền luôn anh em. Tay lái dài luôn ha. Tem mát nè, Magu 30. Rồi đầu bò chiến kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Số 13 1.7 triệu anh em, 1.7 triệu ha. Magu 30. Nòng của nó là nòng 37 ly anh em. Nòng 37 ly. Mặt dịch là mặt dịch trợ lực luôn. Rồi Magu 30 mặt dịch trợ lực. 1.7 triệu số 13. Rồi lô số 14 là lô này là lô Sindiwa S26 anh em. Sindiwa S26 ha, nòng của nó là nòng 34 ly. Sindiwa S26 nòng 34 ly. Lô số 14. Tay lái là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chứng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Đầy đủ đầu bò chứng kẹp dao. Rồi Sindiwa. Sindiwa S26 nòng 34 ly. Rồi lô số 14, 2 cây 3.4 triệu, 1.7 triệu cây, 1.7 triệu cây nha anh em. Lô số 14. Rồi lô số 15 là Gobin. Gobin này là Gobin bugi đứng nha anh em, tum cũng là tum nhôm hết ha. Gobin bugi đứng tum nhôm. Rồi lô này, lô này anh em nào chốt thì em sẽ tặng tay lái dài nha anh em, tặng tay lái dài luôn ha. Rồi đầu bò chứng kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 15, 4 cây 2.8 triệu, 700.000 cây ha. Nó xài chế là chế ga ngang luôn anh em, chế ga ngang chế hệ luôn ha. Lô số 15 anh em, Gobin bugi đứng. Lô số 15, 4 cây 2.8 triệu. Rồi lô số 16. Lô số 16 là lô này là lô beo anh em. Beo này là beo 24 nhiều ha. Đây 24 anh em, 24. Rồi 24 nữa nè, 24 nữa nè. Rồi lô beo anh em, lô này quá đẹp anh em, đỏ ao. Chế của nó là xài chế quanh gồ luôn anh em, chế quanh gồ hai kim luôn ha, chế hệ luôn cho anh em luôn. Chế hệ quanh gồ hai kim hết nha anh em. Lô bèo. Rồi lô này bao đẹp nha anh em. Rồi lô này đặc biệt thì tay lái tròn hết nha anh em. Cái này em sẽ tặng cho anh em tay lái tròn ha. Tặng cho anh em tay lái tròn. Rồi bèo nha anh em. Đầu bò chứng kẹp dao thì đầy đủ luôn. Lô số 16, 6 cây 4.2 triệu, 700.000 cây nha anh em. 700.000 cây, quá đẹp quá vip anh em, đỏ ao. Đỏ ao luôn anh em. Rồi lô số 16. Lô số 17 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 20 với Magu 22 ha. Rồi Magu 20, Magu 22 nha anh em. Tay lái của lô này là có một cái tay lái tròn, ga bóp nha anh em. Tay tròn ga bóp trên ống cần ha. Còn lại là tay lái dài hết luôn. Magu 20 với Magu 22. Rồi lô này tổng cộng 8 cây nha anh em. 8 cây là 6.4 triệu, 800.000 cây. 800.000 cây nha anh em, 8 cây 6.4 triệu. Rồi đầu bò chứng kịp giao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 17, 8 cây 6.4 triệu, 800.000 cây. Lô số 18 là Echo. Echo xanh nha anh em với Echo vàng. Rồi hai cây này 1.6 triệu, 800.000 cây luôn ha. Tay lái dài luôn anh em. Rồi lô này là Echo 22 số 18, hai cây 1.6 triệu, 800.000 cây. Lô số 18 anh em. Rồi Echo Magu 22 với 20. Lô bèo nha. Gobin bugi đứng ở 26. Rồi lô số 19 nha anh em. Lô số 19 là lô Echo. Echo là Echo 209 nha anh em. Echo 209 ha.
Rồi lô này thì ta lái hay là bao cho nên ta lái dài hết nha anh em. Echo 209. Lô số 7, ở lô số 19, 7 cây 4.9, 700.000 cây. Echo 209 nha anh em. Lô số 19. Đầu bò chính kẹp dao đầy đủ luôn anh em, thiếu đầu bò thì lắp cho anh em đầy đủ ha. Tiếp theo là lô số 10, ở lô số 20. Lô số 20 là Hitachi anh em. Hitachi nè, Hikuki nè anh em. Rồi, ta lái của lô này là ta lái dài anh em, có gà bóp nè, gà bóp hệ nè. Ba con đều là gà bóp hệ hết nha anh em. Đều là gà bóp hệ ha, cái này nó rớt ra. Này gắn vô đây nha anh em. Rồi lô số 20, 700.000 cây, 3 cây 2.1 nha anh em. Hitachi Hikuki, quá đẹp quá vip. Rồi đầu bò chính kịch giao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 20, 3 cây 2.1, 700.000 cây. Lô số 20. Rồi lô số 21 nha anh em. Lô số 21 là lô Echo 200 ha. 700.000 cây nha anh em, 4 cây 2.8. Echo 200. Rồi tay lái của lô này thì ba cái tay lái dài, một cái tay lái tròn nè. Đầu bò chính kịp giao đầy đủ luôn. Lô số 21, 4 cây 2.8, 700.000 cây. Lô số 21. Rồi lô này 700.000 cây nha anh em. Hitachi 700.000 cây luôn ha. Echo 209. 700.000 cây luôn nha anh em. Rồi tiếp theo là lô số 22. Lô số 22 là lô này là lô TB nha anh em. TB này là TBE ha. TBE với TLE. Rồi lô này là 1.3 cây, 2 cây 2.6. Nồng của nó là nồng 34 ly nha anh em, nồng 34 ly. Tay lái là tay lái dài ra bóp hệ luôn nha anh em. Đầu bò chính kịp giao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 22 nha anh em, 2 cây 2.6, 1.3 cây. Rồi lô số 23. Lô số 23 là Echo của Tanaka nha anh em. Tanaka này là Tanaka 2008 ha. Chế là chế ra ngang chế hệ quanh gồ luôn nha anh em. Tanaka 2008. Rồi lô này 2 cây mà là 2.6 nha anh em, 1.3 cây. Đầu bò chính kịp giao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Tanaka 2008 nha anh em. Chế là chế ra ngang quanh gồ. Rồi 1.3 cây. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô này là lô Tanaka nha anh em. Đây Tanaka ha, Tanaka chữ A nha anh em, lô này quá đẹp luôn nha anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài hết ha, Tanaka chữ A. Tay lái dài luôn nha anh em. Rồi đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 24 nha anh em, 6 cây 4.2, 700.000 cây, Tanaka chữ A. Lô này quá đẹp nha anh em. Quá đẹp quá vip luôn. Rồi Tanaka chữ A 700.000 cây, 6 cây 4.2. Rồi anh em là chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em á là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.